Xin chào cả nhà Hôm nay mình sẽ chia sẻ cả nhà cái món là sinh tố sòi nha cả nhà Đó, sòi các bạn nhà các bạn nhiều quá thì các bạn lấy ra làm sinh tố sòi Ăn rất là ngon ha chua chua ngọt ngọt cũng bổ dưỡng lắm điều đặc biệt ở đây muốn làm cái món sinh tố sòi này ngon á thì các bạn cho mình thêm cái sữa chua này ha cả nhà ha có cái sữa chua này á thì cái sinh tố sòi mình ăn rất là hấp dẫn hơn ha cả nhà ha rồi mình nói sơ qua về thành phần nguyên liệu ha ở đây thì mình sử dụng là hai trái sòi nha cả nhà thì các bạn có thể sử dụng sòi ngọt cũng được các và lọc cũng được còn không là các bạn sử dụng có thể sòi uh, keo sòi gì cũng được nếu mà sòi keo á, thì nó hơi chua chua ngọt ngọt thì có cái vị cũng là ngon ha cả nhà ha rồi ở đây mình sử dụng một hũ sữa chua như thế này nha cả nhà cả nhà muốn biết cách làm sữa chua như thế nào á, thì cả nhà coi lại cái clip cách làm sữa chua mình đã hướng dẫn trong những cái clip trước đó nha cả nhà rồi ở đây sữa đặc sữa đặc thì mình sử dụng 1 phần ba hộp sữa đặc nè rồi các bạn nếu mà sòi của các bạn á mà ngọt á, thì các bạn không có bỏ đường mà mình ăn thử mà cảm thấy cái miếng sòi của mình nó hơi chua chua ngọt ngọt á thì các bạn cho thêm đường ha để cho nó cân bằng lại cái sòi ở đây mình á, nó chua chua ngọt ngọt cho nên lát nữa khi xay thì mình sẽ cho thêm đường nha cả nhà rồi ở đây sữa tươi thôi sữa tươi thì mình sử dụng cái hiệu là vinamilk này nha cả nhà rồi các bạn cho mình một cái cái uh, ấy đá như thế này ha rồi các bạn muốn lấy cái đá này á, cái đèn đập cho nó nhuyễn trước khi mình bỏ vô xay ha thì sinh tố sòi rất là dễ đơn giản cả nhà bỏ những cái nguyên liệu này vô cái cối xay sinh tố rồi bắt đầu mình xay thôi ha rồi sau đây mình vô mình bỏ vô cái máy và mình xay nha cả nhà Đá này các bạn á đập ra để cho nó khỏi hư máy đó ha Các bạn bỏ trong cái túi các bạn đập diễn ra nha Rồi Rồi bây giờ mình vô thôi cả nhà ơi Rồi đó cả nhà các bạn chỉ việc bỏ vô cái máy cái xay kiên tố thôi ha Thì ở trong đây mình đã bỏ sữa đặc rồi nè Cả nhà à, Sữa đặc với lại sòi à, rồi ha Rồi một chút ít đá ha cả nhà ha Cả nhà bỏ chừng 2 phần 3 cái lượng đá đó thôi nha tại vì mình sử dụng sữa tươi hơi nhiều á cho nên mình cũng không cần mà đá nhiều đâu lấy nữa mình bỏ lắc sơ vô trong ngăn mát á mình ăn nó sẽ ngon hơn nha rồi các bạn cho hết hủ da u đó vô nha cả nhà rồi cái bị sữa tươi đó các bạn cho mình á hết bị sữa tươi vô luôn nha 220 ml đó đó Cái món này đơn giản á, nhưng mà muốn nhắn nhủ ở đây nó ngon á cả nhà Là nhờ cái dao ua đó ha, cái vị chua chua, béo béo của dao ua nó sẽ ngon nha cả nhà Rồi cho mình thêm chút đá nữa rồi, mình bấm vô mình xay thôi nha Các bạn xay cho thiệt là mình cho nhuyễn nha cả nhà Đó, nhuyễn rồi xong rồi á, cái lát nữa mình đổ ra mình, các bạn bỏ trong ly, các bạn uống uống được Còn không các bạn bỏ những cái ly đó trong ngăn mát đó nha ha Ngăn mát tủ lạnh đó, khi nào muốn uống lấy ra uống thôi, đơn giản lắm nha rồi bây giờ mình xay thôi, lát nữa mình review cho các bạn xem nha. Sau khi mình quay xong đó cả nhà, nhưng mà mình nêm cái vị của nó chưa được là nói chung nó hơi chua chua là do trái sòi của mình nha. Sòi của các bạn nếu mà ngọt như sòi hòa lọc luôn á là khỏi nhưng mà cái vị chua chua này rất là ngon của cái sinh tố sòi ha cả nhà. Thì cả nhà thêm cho mình hai muỗng canh đường nữa là vừa đó nha. Đó, hai muỗng canh đường nè, mình thêm bây giờ mình quay cái nữa rồi bắt đầu mình ra review cho các bạn xem nha. Đó, cái này chua chua ngọt ngọt rất là ngon nha cả nhà nhờ cái ở đây á, là các bạn bỏ cái sữa chua vô nha đó các bạn bỏ sữa chua cho mình nha đó là nó sẽ ngon còn các bạn mà không bỏ sữa chua á, cái sinh tố sồi của mình á, nó không có hấp dẫn đâu nha Xin chào cả nhà mình mới vừa hoàn thành xong những cái ly sinh tố sòi nè cả nhà nhìn dễ thương quá ha cả nhà ha uống vô ngon lắm cả nhà ơi chua chua ngọt ngọt của cái vị uh, sòi và kết hợp với cái lê vị sữa chua nữa cái món ăn của mình nó không có ngọt đâu nha cả nhà nó không có ngán đâu ha vừa ăn lắm các bạn nào mà à, tinh thần à, gọi là tín đồ của những cái uh, món chua đó cả nhà thì cả nhà sẽ thích cái cái món sinh tố sòi này ha ngon lắm và rất là tốt cho sức khỏe nha cả nhà có sữa chua nữa thì cũng tốt cho cái hệ tiêu hóa của mình ha xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều cả nhà yêu thích kênh của mình nhớ đăng ký like và chia sẻ giùm ha để mình có động lực mình ra nhiều clip mới nha cả nhà sự ủng hộ của nhà, cả nhà là niềm vui của mình ha mình cố gắng mình nghiên cứu những cái món ăn ha ngon những cái thức uống lạ nói chung là nấu hoặc là làm rất là đơn giản để cả nhà ai cũng có thể làm được thành công như mình ha xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại